Chào quý anh em nha. Hôm nay mình có bộ lửa rim Thái rất là keng, muốn giới thiệu cho anh em nè. Thì cái bộ này á, tình trạng là zin căng đét luôn ha, đầy đủ lửa cũng như là qua lăng và dĩa đề. Đấy. Thì bộ này là đen so hàng theo xe nha, rất là bóng ha, còn rất là bóng, rất là đẹp. Nó hơi đốm nhẹ thôi nè, hơi đốm chút xíu thôi, nó rất là đẹp nha. Đen so đó, thấy chưa, đen so nha. Đấy. Có sao để vậy cho anh em nha, không có chà đánh gì hết nha anh em nha. Đó, rửa sơ với dầu thôi. Đó, cho nên là nó đốm đốm này, chứ mấy cái này mà đánh là nó hết luôn. Nhưng mà nó không còn còn cái độ bóng tự nhiên đó anh em thấy không? Cái độ bóng tự nhiên nó còn này, nó rất là sáng nha. Còn nếu mà anh em đánh thì nó sần 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 hết lên luôn. Nhưng mà thì lúc đấy thì nó lại kiểu nó lại trắng, chứ nó không phải là kiểu có cái lớp mạ phủ bóng bên ngoài như này nha. Bộ này rất đẹp luôn, thực sự bộ này là rất là lâu rồi mình mới gặp được bộ lửa đẹp như vậy. Anh em nhìn cái mâm lửa nè. Ghê không? Đó, mâm lửa rất là mới luôn nha. Đấy, thấy chưa? Đó, mâm lửa cực kỳ đẹp luôn. Ốc ác này. Úi giời, nó vàng như là vàng dây chuyền đó anh em, vàng như là vàng nhẫn vậy đó, như vàng 18 vậy đó. Rất là đẹp luôn. Thấy không? Ốc ác mà không hiểu sao ngày xưa ta làm vàng đẹp như vậy luôn. Bộ này thì kinh kinh khủng của nha anh em nha. Nói chung là về độ VIP thì khỏi bàn. Giá em đặt bán cho anh em cũng gọi là nhẹ tay thôi, không có đắt. À, trong cũng nhớ rồi. Đây, nhẹ tay thôi chứ không có đắt nha anh em. Đó. Thì cái giá đặt bán cho anh em là 2.350.000 nha. Anh em nào chúng ta cần thì mình liên hệ nha anh em. Rất là mới nha. Hết đề, dĩa đề này, cái là zin hết nè. Dĩa đề nè, gỡ đề GB4 nè. Chưa? Đó, GB4 nè, zin theo xe luôn, rất là đẹp. Đấy. Thì anh em nào chúng ta cần thì mình liên hệ với shop nha. Chung là cam kết cho anh em là bộ này về thì chỉ có lượm lúa thôi, lửa rất là mạnh. Và cam kết cho anh em là bao lên xe cho anh em êm ái luôn, thấy không nè, em ăn nè, mới chắc luôn nha, chưa nè, cao su viền đen ngoài không có bể tí nào hết nha. Đấy, trong này còn chấm sơn rồi này, chấm sơn rồi thấy không đó. Nếu như mình rửa dầu anh em, nếu mà sơn mà sơn mình tự sơn vô là nó bay mất rồi à, chứ không có còn dính đây đâu. Đây là anh em yên tâm chưa, mới chắc luôn này, rửa nó bay bớt rồi, nó còn có một ít thôi này, mới lắm. Nói chung là anh em về anh em nhìn cái bộ này là em phê tê tái luôn đó. Thì mức giá cho bộ đẹp như này mình bán chỉ có 2.350.000 thôi, rất là rẻ. Thì anh em mà chúng ta cảm thấy ưng ý á, thì mình liên hệ với shop để mình mua. Chứ còn thực sự bộ này bây giờ không ai bán giá 2.000.000 đâu anh em, tại vì 3 năm trước là mình đã bán bộ này 3.500.000 rồi, chứ không có giá 2 ít đâu anh em. Đừng nói mà hai dưới dưới năm dưới đầu năm đó, bây giờ có 2.350.000 rồi, nó quá rẻ ha. Thì vẫn như mình nói, không phải là mình bán phá giá hay gì, mà đơn giản là nhập rẻ thì bán rẻ vậy thôi. Anh em thợ có thể mua về bán ra cũng vẫn bình thường, vẫn rất là nhiều anh em thợ mua về ráp cho khách hoặc là bán lại luôn, cả cả những anh em buôn trên mạng luôn vẫn mua của Đạt về rất là nhiều, tại vì cái giá mình đưa ra nó tốt. Cho nên á, nhiều anh em cũng hỏi mình là sao mà bán thì mà nhanh quá. Thì thực sự luôn anh em nhìn, anh em cũng biết kênh của mình 30.000 người hơn đang theo dõi, thì 1 phần 10 thôi, 1 phần 10 người đã xem thôi là 3.000 người xem thôi là nó đã quá nhiều rồi. Cho nên là bán rất là nhanh ha, đặc biệt là hàng ngon bổ rẻ như thế này nó thì thực sự không phải ai cũng có thể mua được kịp. Cho nên là nhiều anh em mua không kịp á, xong bắt đầu gọi chửi mình kêu là đăng ảo, chứ mình đâu có rảnh đâu anh em, không ai rảnh mà lên ngồi đăng cái này ảo cho anh em làm gì cho tốn thời gian đó. Mình cũng rất là bận bịu cho anh em nha, cửa hàng mình đây mà việc gì đâu phải phải tốn thời gian để ngồi mà đi đi ra đăng ảo này kia làm gì, mấy bộ lửa làm gì anh em đó. Thì đấy, 3 triệu 2 triệu 350, anh em nào nhanh tay thì còn nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều ha.